Thưa quý vị, khi Đà Nẵng mở cửa du lịch sau thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19, các hoạt động vui chơi giải trí của người dân và du khách cũng dần bắt đầu sôi động trở lại. Nhu cầu thưởng thức ẩm thực cũng là hoạt động không thể thiếu khi du lịch. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề được ngành chức năng thành phố quan tâm chú trọng nhằm đảm bảo sức khỏe cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn về mọi mặt. Xác định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí kinh doanh để giữ chân du khách. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã tăng cường công tác quản lý trên cơ sở ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch. Yêu cầu các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cam kết thực hiện các quy định đã đề ra về nguồn nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo chất lượng, điều kiện vệ sinh các trang thiết bị dụng cụ, môi trường và nhân viên phục vụ. Sau quá trình nghỉ do dịch thì hiện tại thì đã khởi động lại và thông qua các tổ dân phố rồi sinh hoạt tổ dân phố rồi các truyền thông của phường, của xã, rồi của quận và của bang nữa thì chúng tôi truyền đi các thông điệp để nhắc nhở là phải thực hiện đúng các quy tắc, các nguyên tắc về an toàn thực phẩm để tránh cái ngộ độc thực phẩm cho du khách. Là một trong những nội dung trong chương trình thành phố Bốn An, an toàn thực phẩm luôn là vấn đề được Đà Nẵng chú trọng nên trong thời gian qua trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn. Để chủ động phát hiện sớm các mối nguy cơ ngộ độc thực phẩm tại các nhà hàng khách sạn, Ban quản lý an toàn thực phẩm cũng đã lên kế hoạch phân công các đoàn kiểm tra thực hiện phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên tại một số cơ sở dịch vụ ăn uống để phân tích đánh giá. Hiện tại thì ban đang phối hợp với quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn làm một cái đợt cao điểm về thanh tra kiểm tra cũng như tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho các nhà hàng, các quán ăn dọc vào biển nơi mà tập trung nhiều khách du lịch. Tại một số chợ truyền thống như chợ Hàng, chợ Cồn, nơi thường xuyên có khách du lịch ghé vào mua sắm, công tác kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm được ban quản lý chợ chú trọng thực hiện, đảm bảo nguồn hàng tươi ngon, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Với xu hướng kinh doanh bền vững, tạo uy tín, các tiểu thương tại chợ cũng dần ý thức được vai trò trách nhiệm trong hoạt động mua bán, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Mặt hàng ai cũng bán cũng rõ nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ rõ ràng chứ không phải như hồi xưa. Hồi xưa thì không có chừ, ai cũng sợ hết vì an toàn thực phẩm là chính. Người nào cũng đi học an toàn thực phẩm hết. Nếu ví dụ mà họ bán không rõ ràng á, thì họ mắc y thôi. Bất cứ ai cũng rứa hết, chứ không phải một mình. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay là vấn đề quan trọng đối với quá trình phát triển du lịch bền vững. Thành phố Đà Nẵng luôn xác định rõ, việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương đến du khách, bạn bè quốc tế, mà còn xây dựng hình ảnh thành phố là điểm đến văn minh và an toàn.